Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con kính hành lễ quý sư, quý cô tu nữ. Xin kính chào quý học viên, xin thay mặt lớp tụng kinh Tam Bảo. Sakye kame charu peridisikaratate chantali kevim. Yếu quá. Bela thế cha ga me ta đi kê dân hàn tu tham mắt sa wa na ka lo a yam pha đàn ta tham ma sa wa na ka lo a yam pha đàn ta tham ma sa wa na ka lo a yam pha đàn ta Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami tutiyam bi buddhang saranang gacchami tutiyam bi dhammang saranang gacchami tutiyam bi sanghang saranang gacchami tatiyam bi buddhang saranang gacchami tatiyam bi dhammang saranang gacchami tatiyam bi sanghang saranang gacchami Ichi so phagawa arahang sama sambutho vichya charana sambanno sugato loka vidu anuttaro purisadama sarathi sattha deva manusanang butho phagawati nathi me saranang anya butho me saranang varang ete na sa cha wa che na hon tu me cha ya mang ta mang ge na wan de hang ba da bang so wa ru ta mang bu the yo khali to do so bu tho kha ma tu tang ma mang so kha to pha ga wa ta tham mo sam di thi ko a ka li ko Ehi pasiko o panajiko pacha tangwe di tapo winyu Iti nati me saranang anyang thammo me saranang warang Ete na sacha wache na hontu me jaya mangalang Uta mangge na wande hang thammain chadui thang warang Thamme yo khalito do so thammo Thamatu tang mamang Subhati bano phagavato Sāvaka sangho Ujubhati bano phagavato Sāvaka sangho Nyayabhati bano phagavato Sāvaka sangho Sāmi jibhati bano phagavato Sāvaka sangho Yadidang chattari burisa yugani Atha burisa bungala E sa phagavato sa vaka sangho ahuneyo pauneyo dakhineyo anjali karaneyo anuttarang bunyang khetang loka satinathi me saranang anyang sangho me saranang warang E te na sa cha vache na hontu me chaya mangalang Uta mangge na wande hang sang khai cha dui tho tam mang sang khe yo khali to do so sang kho khama to tang ma mang wanda mi je ti yang sa bang sa ba tha ne su ba ti thi tang sarika tha tu maha bo thing bo tha ru bang sakalang sa da sam Thế á tha vi san cha đoà đa san cha sa ha sa kê Pan cha sa ta sa ha sa ni na ma mi si ra sa a hang Thế sang tham man cha sang khan cha a đa re Na na ma mi hang na ma ka ra nu pha vê
to sabbe ubata we aneka antara ya bivina santo ase sato sambu te pancha panya sancha sato visati sahasake dasata sahasa ninamami sirasa te sang tham mancha sang khan cha arare ninamami hang namakara nufa we nahan to sabbe ubata we Aneka antaraya bivina santo ase sato sambute na vutara sate atha jatali sasahasa ke visati sasahasa ninamami sirasa aham te sang dhamman cha sang khan cha adare na namami ha namakara nufa we na anto sabbe upata we Aneka antaraya bivina santo ase sato sabbe purati maya disaya sata avera suci hondo sabbe purati maya nurisaya sata avera suci hondo sabbe dakina yadisaya sata avera suci hondo sabbe Bedakinaya nudisaya sata Awera suki hondo sape Paiti maya disaya sata Awera suki hondo sape Paiti maya nudisaya sata Awera suki hondo sape Utaraya disaya sata Awera suki hondo sape Utaraya nudisaya sata Awera suki hondo sape Uparimaya disaya sata Awera suki hondo sape Hetimaya disaya sata Awera suki hondo sape Sata Awera hondo suki ta hondo nikdo ka hondo apya ta cha hondo anika hondo dika yuga hondo agoga hondo sampati hisami chanto suki anta pariharanto dukha pata janik dukha faya pata janik faya soka pata Jani soka hondo sape pipanino Akasatha jafumma thadewa naga mahidika Bunyang no anumodang tujirang rakhan tu sasanang Akasatha jafumma thadewa naga mahidika Bunyang no anumodang tujirang rakhan tu no garu Akasatha jafumma thadewa naga mahidika Bunyang no anumodang tujirang rakhan tu nyatayo Akasatha jafumma thadewa naga mahidika Bunyang no anumodang tujirang rakhan tu panino Akasatha jafumma thadewa naga mahidika Bunyang no anumodang tujirang rakhan tu no sada idang watano bunyang asawa kayawang hom tu anagate kale Sa thú. Dạ thầy Kinh Tâm Bảo đã tụng xong rồi. Chúng con kính thỉnh sư. Dạ chúng con kính thỉnh sư Tinh Tuệ giảng bài học cho chúng con ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Mạ Giá, Nam mô Sang Thầy Giá. Xin chào các học viên. Giờ hôm nay chúng ta sửa tiếp cái bài tập số 3 là bài tập căn bản.
rồi nếu mà còn thời gian thì chúng ta sẽ sửa luôn một tiếp theo phần bài tập nâng cao bài kinh chuyển pháp luôn. Giờ anh Khánh đưa cái bài tập lên giúp sư cho các Phật tử đọc một tí đi, cho các viên đọc một tí để chúng ta sửa. Anh Tâm mở sẵn chưa? Bây giờ hôm nay mình sửa bắt đầu câu câu 6, cho nên anh cho từ câu 6 đi. Nói về một trang. Cho từ một trang. Cứ mình sửa từ một tới câu 5 rồi phải không? Phải ạ. Giờ để sư đọc trước ngay đi, đọc trước rồi mà các cô viên mình đọc để cho mình. Bây giờ thì mình phần lớn là mình đã đọc được, nhưng mà nhớ từ thì có thể là mình chưa có nhớ được, cho nên chúng ta phải vẫn phải tập đọc để mình nhớ một ít từ vựng. Đại học ở lớp này mà chúng ta còn từ vựng yếu quá là chúng ta sẽ khó làm bài tập. Câu 6, sát tha y đăng cá năng nhạc thù hà u đà năng u đà nê xí. Anh nhà xí quá tập hồ còn đành nhô. Chữ sửa chữ còn đành nhô này giúp sư luôn anh Khánh này. Chữ này chữ ô. Tập hồ còn đành nhô chữ trên. Chữ dưới đúng rõ, chữ trên. Anh nhà xí quá tập hồ còn đành nhô. Chữ trên nè. Chữ canh đanh nhô này, nó đang canh đanh nhô này, chữ con đanh nhô chứ. Anh si vát tháp hồ con đanh nhô tí. Câu số 7, phát ca hoa y mi na sút tê nê quá. Sê sê hi phí khu hi. Pá rê sang đi quá xa năng á chá dê na sô tà phá tí phá làng á nô phô bê na á thí gái chà bê sĩ. Câu số 8, yo cha yang ka me su ka ma su kha li ka nu yo go he no gam mo po thui cha ni ko anariyo anatha san hi to cha yang atake lama tha nu yo go dukkho anariyo anatha san hi to o su chín bhagavati idang viya karna smin thanyamane virichang vitamalang tham ma chắc khu ayasma to còn đầy nhá sát udapa đi yang kinh chi samudaya tham mang sắp còn tăng ni ro tham man tí. Anh bỏ cái dấu dấu gạch đó đi, samudaya tham mang tham mang bỏ dấu gạch đó. Câu số 10, ta to tê na chát ta ri ariya sa cha ni đúc khăn Ariya sai chanh chanh chát đúc khá sa mũ đầy dù Ariya sai chanh chát đúc khá ni rô thô Ariya sai chanh chát đúc khá ni rô thạ gà mi ni Padipada Ariya sai chanh chá tí Paka si ta ni a hê sun. Bỏ vô gạch đó. Rồi lần nữa, để sẽ đọc lần nữa. Chân lên sẽ đọc lần nữa. Câu số 6, sát tha y đăng tar năng nhạc tòa, u đà năng u đà nê xí, anh nhà xí vá tập hồ còn đành nhô, anh nhà xí vá tập hồ còn đành nhô tí, phá ca hoa y mi na, sút tê nê vá xê xê hi phí khu hi phá rê sang, đi vá xà năng á chê dê na sô ta bát tí, phá lăng, anh nông bốc bê na á thí gách chà bê xí. Câu số 7, câu số 8, yo cha yang ka me su kama su khalika nu yo go he no gam mo po thuy chan ni ko anari yo anatha san hi to yo cha yang cha yang cha yang atake lama tha nu yo go dukkho anari yo anatha san hi to câu số 9, bhagavati idang viya karna smin thanyamane virichang vitamalang thamachak khu ayasmato còn đành nhá xá udapa đi yang kinh chi samudaya thamang sắp hoàn tăng ni ro thật
Khamanti. Câu số 10. Tato te na chata ariya saccha ni dukkhang ariya saccha dukkha samudayo ariya saccha dukkha nirodho ariya saccha dukkha nirodha gamini padepada ariya saccha pi pakkasita ni ahesu rabiyamaya lớp giơ tay lên để mình đọc bài. Cô Phúc Việt chung bài lớp đọc bài giúp sư. À, cô Phước Duyên Phước Duyên. Dạ. Dạ, xin mời học viên Kim Cúc ạ. Dạ thưa sư, cô xin đọc bài ạ. 6. Sattha y đăng kara năng nhá to u đa năng u đa nê xí anh nhá xí quá tá vô con đanh nhô anh nhá xí quá tá vô con đanh nhô tí. Câu số 7. Phá ga hoa y mi na su tê nê quá sê sê hí bích khu hí bá rê san đi quá san năng ác chá dê ná sô ta bát tí phá lăng an úp búp bê ná á thí gác chà bê xí. Câu số 8. Dô cha yang kamesu kamasukha lika nu yogo hino gamo bothut cha niko anarikyo anatha san hito cha yang atakila ma atakila ma thanu yogo dukho anarikyo anatha san hito. Câu số 9. Phagawati idang vayya karana nasmin phan phan nhá mane viyarang virayang vitamalang thamma chakhu aya ayasmato kondanyasa udabadi yang kinchi samudaya thammang sap bằng tăng nigro tha tham mang tí. Câu số 10. Tato tê ná chắc rí aya sắc chà ní đúc khăn aya sắc chà chá đúc khá samudayo aya sắc chà chá đúc khá nigro thô Ariya sắc chàm chá đúc khá nigro thá gam mini patibada Ariya sắc chàm chá tí baka sita ni ahe sun. Xin hết ạ. Dạ, xin mời cô Tu Nữ Diệu Bảo ạ. Dạ, bạch sư con xin đọc bài ạ. Câu số 6. Sát tha y đăng cá rá năng nhá tòa u đà năng u đà nê xí anh nhà xí quá tá phô con đàn nhô anh nhà xí quá tá phô con đàn nhô tí. Câu số 7. Phá gá hòa y mí na sút tê nê quá xê xê hí bích khu hí phá rê sang đi quá xà năng ách chá dê ná sô ta phá tít phá lăng á nú phú bê ná Atigacha besi. Câu số 8. Yo cha yang kamesu kamasu khalik kanu yogo hino gammo bo thu chani ko anari yo anatha sanghito cha yang atakilamatha nu yogo dukho anari yo anatha sanghito. Câu số 9. Phá ra quá tí ý đằng quầy già ca rá nát mình phần nhá mẹ mà nề quý rá chăng quý tá má lăng thầm má chắc khú à yás má tô con đàm nhá xá ú đá bà đi dần kiên trí xá mú đá giá thầm măng sắp bằng tàng ní rồ thá thầm măng tí. Câu số 10. Ta tô tê ná chát ta rí á rí giá sách chà ní đúc khẳng á rí giá sách chành chá đúc khá xá mú đá dồ á rí giá sách chành chá đúc khá ní rồ thô á rí giá sách chành chá đúc khá ní rồ thà gà
Miro ta ga mi ni pa ti ba đà ari ari ya sa chanh cha ti ba ca si ta ni a hê sung. Dạ con xin đọc xong rồi ạ. Xin mời học viên Phạm Tịnh Thảo ạ. Sư con xin đọc bài ạ. Sư kéo lên màn hình lên giúp con. Có số 6 anh Khánh. Có số 6. Sát tha y đằng ca ra năng nhà nhà tòa khu đàn năng khu đàn nề xí anh nhà xí quá tất hồ còn đành nhiều anh nhà xí quá tất hồ còn đành nhiều tí. Ô số 7. Phá ra hòa in in nà sức tề mề quá tề tề hí tích khu hí ba rề sằng đi qua xà nằng át cho về má sô tà ba tích khá nằng anh mô bốc tề ná át thi giác trà tề xí sô tán dô trà răng trà mê xú cà má xúc hàm mà mũ dô Anna khác thành khi đồ trà rằng ta ký la má thà như đồ hồ đức. Từ già các ra nét mình thành nhà mà nề như ra chẳng như ta ma nằm thành nát chắc phú à chắc nát đồ cồn đánh nhắc phát các bà đi rằng kinh trí samunda samunda tham mang samunda ra tham mang các bàn tăng khi vô tham tham mang tí vô số mười ta tổ tề ná cà rí adia sát cà lý đức thằng adia sát chành trá đức tha sa mu đa rồ Ajiya sắc chành trá đúc khan dồ thù Ajiya sắc chành trá đúc khan dồ thá và mi thì bát ti ba đà Ajiya sắc chành trá tí bát cà si tà mi a hề sùng. Các sư con đã đọc. Xin mời học viên. Xin mời học viên Diệu Thủy ạ. Dạ, bạch sư con xin đọc ạ. Sát tha y đăng ca ra năng nhát tòa u đà năng u đà sê nê xí an nhà xí quá ta phô còn đành nhô an nhà xí quá ta phô còn đành nhô tí. Câu số 7 ạ. Phá gà và y mi nà sút tê nê ná sê sê hí bích khu hí pa rê sang đi qua xà năng a chá dê ná ta pa ti pa lăng a nô bốc bê ná á thí gách chà bê xí. Câu số 8. Rồi chà răng ca mê số ca ma su kha khăn lý ca nu dô gô hi nô gam mô pô thút cha ni cô ana ri dô ana thá sành hi tô chà răng a ta ki la ma tha nu dô gô đúc hồ anarizogo anat thá sành hi tô. Câu số 9. Phagavati y đằng quầy già karanas mình phần nhà mà nề virat chẳng vita ma lằng thầm má cha khú azas mato còn đành na xá u đá pa đi rằng kinh trí samu đá giá thầm măng sắp bàn tăng ni rô thá thầm mặn tí. Câu số 7. Ta tổ tê ná chát tà rí a ri gia sách trà ní đúc hằng a ri gia sách trần trá đúc khá sa mô đa rồ a ri gia sách trần trá đúc khá ni rô thô a ri gia sách trần trá đúc khá ni rô thá gà mí ni pa ti pát đà a ri gia sách trần trà tí
Bà ca si ta ni á hê sung. Con xin hết ạ. Xin mời học viên Tiên Mã. Dạ, thưa sư, xin đọc bài. Câu số 6. Satha idang karanang nyato udanang ude udanesi anyesi wetefo kandanyo anyesi wetefo kandanyo ti. Câu số 7. Phagawa imine sute newe sesehi phitkuhi paresang diwe senang akche yene sute pati phalang enubuf bene athigatche besi. Câu số 8. Yo cherang kemesu kemesu khẩn lý kè nú vô 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 hí nô gầm mù bù thút chế ní cô en rì vô en át thái sàn hí tô chè dàng át tà kì lè mà thè nú vô vô đúc khô en rì vô en át thái sàn hí tô. Và số 9. Phá gà quá tí y đăng quay về cà rá nát minh phân nhé mê nê quý rê trăng quý tê mê lăng thăm má chắc khú ai dắt mê tô con đền nè nhá xé ú đá bà đi dăng kinh chí xe mú đá dế thăm măng sắp bần tăng lý rô thế thăm mình tí. Câu số 10. Tê tô tê ná chất tê rí Ariya sắc chân ý đúc khăn, Ariya sắc chân chá, đúc khá sa mú đa dô, Ariya sắc chân chá, đúc khá ní rô thô, Ariya sắc chân chá, đúc khá ní rô thá, gà mi nì, bà tí bà đà, Ariya sắc chân chá, tí, bà ca sĩ tà ní, á hê sung. Dạ con xin hết, con cảm ơn. Dạ thưa sư, quý học viên đã học đọc xong bài ạ. Rồi bây giờ chúng ta chọn mỗi một người một câu để mình sửa. Ai sửa bạch câu sư nào con chọn câu số 10 câu đó để lớp biết ha, để lớp biết nữa mình chọn câu khác. Dạ con xin chọn câu số 10. Bạch sư con xin chọn, con xin sửa câu số 7 ạ. Dạ con sửa câu số 6. Con xin sửa câu số 9.
Các Khánh rớt mạng hay sao không có thấy các Khánh? Trân có số điện thoại Khánh không, gọi thử cho Trân. Dạ để em gọi cho. Dạ thưa sư, cái Zoom má bắt Zoom của máy Khánh nó bắt update, bởi vì mọi người các Phật tử cứ sửa đi, cứ chat lên câu đi, lát Khánh vô Khánh copy thì nhanh hơn. Các Phật tử với học viên cứ sửa rồi chat đi rồi để Khánh lát copy vô cho dễ cho nhanh. Update một tí hả? Dạ dạ. Thì mọi người cứ sửa vô đi, chat vô trong đó đi. Để sư đưa đỡ để cho các tử mình nhìn chứ nhiều khi không thấy, không biết, không nhớ. Dạ. Khánh rồi. Là anh lên tiếng. Dạ, sư hỏi mọi người, con bị rớt mạng nhưng đang nhập vô lại. Rồi Khánh, mà mọi người cũng đang chat cái câu trả lời. À rồi, ok. Để Khánh copy lại. Hôm nay mưa mạng yếu.
như câu 8 chưa ai làm thì phải. Còn câu số 8 chị Hoa sửa luôn đi chị Hoa. À các Khánh sửa ha. Sửa hả chị? Dạ không, mẹ mẹ em sửa, tôi cứ sửa. Rồi em sửa luôn chị. Rồi em sửa luôn chị. Không, cô Kim Cúc sửa rồi chị Hoa ơi. Dạ thưa sư, các học tử đã sửa đủ 15 câu rồi sư. Rồi. À, câu số 6. Sattha idang karanang nyatva udanang udanesi anya sivatapho kondanyo anya sivatapho kondanyo kondanyo ti. Khi biết được điều này, sau khi biết được điều này, ý đang phát năng nhắc toa, sau khi biết được điều này ở đây thì thay dịch bất biến quá khứ phân tử trước. Đức Thích Tổ bậc đạo sư, chữ sách tha chủ từ ha, nhân từ nam tính vị ngữ ú ở chỗ cách. Sách tha bậc đạo sư đã thốt lên Udanesi, động từ thì quá khứ, đã thốt lên Udanang, lời cảm thán rằng ôi con nên nhá, đã liễu ngộ rồi. Anh sĩ đã liễu ngộ rồi, hoặc đã hiểu rõ rồi cũng được, nếu dịch thông thường. Ôi con đành nhá, đã hiểu rõ rồi, con đành nhá, đã hiểu rõ rồi. Anh nhà sĩ, what the po, con đành nhu, anh nhà sĩ. Ở đây thì chúng ta thấy là anh nhà sĩ, what the po, con đành nhu. Cái chữ con đành nhá ở đây nó là chủ từ ở trong câu. Chữ quát tá ở đây nó giống như là hô thắng tự, thắng tự. Anh nhà sĩ thì anh nhà sĩ này, cái động từ này nó chỉ thấy nó được sử dụng ở thì quá khứ, chứ ở thì hiện tại nó là cái chữ đó, là danh từ achanati. Achanati, các anh biết được cái động từ đó không?
Ajanati. Ajanati trường âm lên. Chữ cha này nè, cha này trường âm lên. Ajanati. Tức là hiểu rõ, biết rõ gì đó. Ở thì hiện tại thì nó dạng này, nhưng mà ở quá khứ thì cách biến đổi như thế nào đó, nhưng mà nói như thế này. Anh a xí pho thì ở đây what up pho thì mình có thể dịch nó là ôi. What up pho nó giống chữ pho, nó giống từ điển. Rồi đó là câu số 6. Câu số 7 đó là Pakawa Imina Sutene quá. À quên, chữ con đanh nha tí, con đanh nhô tí mình tắt làm sao? Hợp âm mà, con đanh nhô tí tắt làm sao, ai tắt được? Hợp âm con đanh nhô tí tắt làm sao, ai tắt được? Ai tắt được tắt đấy. Thưa sư, con đành nhô với ý tí hả sư? Con đành nhô với ý tí bài học làm sao? Hai nguyên âm khác nhau. Bỏ nguyên âm sao? Hai nguyên âm không giống nhau, nguyên âm trước là trường âm. Sao bỏ nguyên âm sao? Rồi câu số 7. Pakawa imina sutene wa sese hi bhikkhu hi parisang divasanang acayena sota patipalang anupopena athigacchape si. Cũng với bài kinh này, imina sutene quá, sutene quá thì tắt nó ra ha, sutena với lại e quá, sutene quá, sutena lại e quá. Pakawa cũng với bài kinh ấy, cũng với bài kinh này, Đức Thế Tôn là Pakawa, Đức Thế Tôn đã khiến Thigacchapesi, đã khiến cho các tỳ khu còn lại khiến cái gì đó, thì cái đó dùng cách thứ ba, cc hí phích khu hí, tuần tự anupope, nó là tuần tự, trạng tự, tuần tự chứng được, khiến chứng được, tuần tự khiến các tỷ khu còn lại tuần tự chứng được ha, chứng quả, tuần tự bỏ chữ được đi, bỏ chứ được tương tự chứng quả, để chứng quả gì cũng được rồi, chứng quả dự lưu vào những ngày sau, vào những ngày sau. Đây là ái chí dê ná là giới từ, ái chí dê ná là giới từ. Trước ái chí dê ná thì mình dùng cách thứ sáu, có thể số ít và số nhiều. Thì ở đây vào những ngày sau thì pare sang đi vào xa năng, tức là những ngày khác, những ngày còn lại, những ngày khác đó, những ngày sau đó. Rồi câu số 8. Những ngày sau được rồi, bỏ chữ đó nè, bỏ chữ đó. Rồi câu số 8. Vô cha giang sutene sutene sutena với e quá, cái đó mình tách làm sao, ai tách được cái đó? Ai nhớ được bài học đó? Sutene quá, sutene quá đó, bài học nó sao, ai nhớ, ai nhớ nói bài học nghe không? Anh nhớ không?
Thưa sư, con trả lời là có phải là số tê ná cộng với ai quá hai nguyên âm khác nhau, hai nguyên âm khác nhau, nguyên âm đầu đoạn âm bỏ nguyên âm đầu. Hai nguyên âm không giống nhau, nguyên âm đầu là đoạn âm, nguyên sao là trường âm thì bỏ nguyên âm đầu. Rồi bây giờ vô cha văn, chữ cha văn ai tách được cái chữ cha văn? Câu số 8. Dạ bạch sư con xin tách. Rồi. Dạ bạch sư, chữ chá cộng với á văn. Rồi dạ, hai hai đoạn âm a. Mình ra mình bỏ đoạn âm a thứ nhất, rồi trường âm a thứ hai lên bạch sư. Đâu âm a đâu, chữ nào là âm a? À, âm a bạch á chá văn, chá á văn. Hai đoạn dạ, nguyên âm giống nhau. Hai đoạn nguyên âm giống nhau. Dạ, rồi mình bỏ đoạn âm thứ nhất, rồi mình trường âm đoạn âm thứ nhì. Nguyên âm trước, trường âm nguyên âm sau. Dạ. Không nhớ bài trên. Rồi vậy chúng ta xem cái câu đó mình phải tách ra thì mình mới dịch nó được. Vô cha giang, vô cha a giang, cam mi su cam ma su khali ca nu vô gu. Ai đắm sai? Ai đắm sai? Ai đắm sai? Ai đắm sai trong dục lạc này? Hoặc là nếu mà dịch đầy đủ thì phải là ai đắm sai dục lạc trong các dục. Trong các dục này. Trong các dục này. Không phải cái cái này không có ai đâu anh, tại cái chữ vô nó đặc vậy chứ cái chữ vô nó không có dịch, tức là vô á văn nó trong ly không hiểu nhiều khi họ xài vậy, tức là sự đắm sai trong cái các dục lạc nào, này nào, dụ vậy. Nhưng mà nghe không được, trong tiếng Việt mình nghe không được, trong Bali thì nó để như vậy chứ mình ở trong tiếng Việt mình làm chỉ dịch là sự đắm sai trong các dục lạc này, vậy là được rồi. À, không để đọc lộn anh sửa đi. Sự đắm sai dục lạc trong các dục này, được rồi, giống như nãy đó, chữ vô mình không có dịch nó, chứ vô bỏ nó đi. Nhưng mà trong ly thì nó để là này nào á, nhưng mà trong tiếng Việt mình xài nghe nó không được, mình bỏ nó đi, là thấp hèn. Sự đắm sai trong sự đắm sai dục là trong các dục này là thấp hèn, bỏ chữ thì đi, là thấp kém cũng được, thấp kém hay là thấp hèn, tầm thường, gâm mô là tầm thường, tụt thu chân y co là phàm phu, anariyo không phải bậc thánh, anatha sanhito không có lợi ích. Là cái chữ chát đó nó dịch một là sự đắm sai,
dịch một sự đấm sai trong các dịch. Thêm chữ một đi. Thôi gì khỏi. Qua mình dùng chữ hòa cũng được. Hòa gì đó. Hòa sự. Sự tự hành khổ mình. Hòa sự tự hành khổ mình. Hòa sự tự hành khổ mình. Này. Hòa sự tự hành khổ mình này. Chữ văn đó, như là này, sự tự hành khổ mình này là đau khổ, không phải bậc thánh, không có lợi ích. Thì hai chữ chát nó làm dịch nó là bà, chữ chát ở đây nó kết hợp hai câu. Rồi, vậy đi. Hay là kể. Chá đó mình có thể kể là thứ nhất, thứ hai, nó có thể là vậy cũng được. Hoặc là một là sự đắm sai dục lạc trong các dục rồi cái gì đó, rồi hai là sự tự hành khổ mình gì đó, thì cũng được. Nó có nhiều cái cách dịch khác nhau trong trường hợp đó. Rồi câu số 9. Pakawati idang là dấu chấm, cho nó mình xài dấu chấm. Rồi 2. Bỏ chữ bà đi. Thì chat nó mình có thể dịch nó như vậy. 2. Câu số 9. Pakawati idang viya karnasmi panyamane virichang vitamalang thammacakkhu ayasmato konanya sa udapadi yang kinchi samudaya thammang sappantang nirodha thammanti. Ở đây mình có hai cái hợp âm mà mình chưa có học, đó là mình có chữ sappantang, tức là sappang với tăng, sappang với tăng. Thì cái chữ sắp băng với tăng đó, tức là sau này mình sẽ có cái bài học đó là ăn đứng trước các phụ âm trong nhóm thì nó sẽ đổi thành phụ âm cuối nhóm. Ví dụ ở trong trường hợp này ăn nó đứng trước chữ tá là nhóm thứ tư thì nó sẽ đổi thành phụ âm cuối nhóm là ná để nó ghép lại, cho nên mình được đó là sắp bằng tăng, cái gốc của nó là sắp bằng với tăng. Chúng ta phải tách lại thì chúng ta mới tách nó ra thì chúng ta mới dịch nó được. Còn tra từ điển trong trường hợp này nó không có, tại cái này là cái hợp âm của nó, cái hợp âm nó có trong từ điển. Rồi nirodha thammanti. Nirodha thammanti thì nó là nirodha thammang với ý tí. Ở đây thì ăn đứng trước ăn đứng trước nguyên âm, ăn đứng trước nguyên âm thammanti. Thầm mang với lại ý tí. Ăn đứng trước nguyên âm thì thầm mang với lại ý tí. Nó là thầm mang với lại ý tí. Thầm mang với lại ý tí. Thì ăn đứng trước một số nguyên âm á, thì nguyên âm đó nó bị xóa bỏ. Thì mình xóa bỏ xong á, thì chúng ta lại thấy là ăn nó đi với ăn, ăn nó đang đang ăn nó gặp chữ chữ tá,
là phụ âm thứ tư của nhóm, phụ âm thứ tư của nhóm. Cho nên để đi cùng được với phụ âm trong nhóm thì ăn nó lại tiếp tục đổi thành chữ chữ nắc để nó đi cùng phụ âm ở trong nhóm. Mấy ngày chúng ta sẽ có bài học. Người chưa học thì nói sơ qua gì đi. Nirodha Thammang, ở đây khi dịch thì tách nó ra đó là Nirodha Thammang. Rồi bây giờ chúng ta sẽ dịch câu này thì sau này Phakawati thì danh từ Phakawantu, danh từ Phakawantu ở đây nó được chia ở định sở cách. Ở định sở cách Panyamane đang nói, Panyamane thì thấy là ở hiện tại thì mình gặp cái động từ Pasati. Động từ Pasati là thì hiện tại, nhưng mà không biết sao ở dạng hiện tại phân từ thay vì Pasamana thì nó lại biến đổi thành là Panyamane. Cái cách biến đổi này không biết sao. Dạ, nhưng mà nó là hiện tại phân từ của động từ Pasati. Pasati là nói hay là thuyết. Thông thường thì nó là nghĩa là nói, mà trong trường hợp này tại vì Đức Phật này đang thuyết cho nên dùng chữ thuyết. Thì cái này nó dùng một cặp với cái chữ Vyakaranasmin Panyamane. Vyakaranasmin Panyamane tức là trong khi Đức Thế Tôn đang thuyết giảng. Cái chữ Vyakaranasmin, Vyakaranas tức là giảng giải, thì một cụm của nó thì Vyakaranasmin Panyamane tức là thuyết giảng, tức là đang nói để giải thích. Cái này thì mình tạm dịch nó một cụm, nó là Vyakaranasmin Panyamane đang thuyết giảng. Trong khi Đức Thế Tôn đang thuyết giảng kinh này, chữ y đăng ở đây nó xài thay cho cái chữ chữ kinh này. Chỉ thị đại danh từ ở dạng trung tính, ở đối cách, nhớ không? Y má ở chủ cách, nam tính nữ tính số ít thì nó là á văn, nhưng mà ở trung tính thì nó là y đăng. Đối cách với chủ cách với đối cách là y đăng, số nhiều là y đa ní. Này học rồi mà không biết có nhớ hay không, nhiều khi trả lại hết. Khi Đức Thế Tôn trong khi Đức Thế Tôn đang thuyết giảng, đang thuyết sự giải nghĩa, đang thuyết giảng gì là được rồi. Chạy dòng nhiều khi nó khó nghe. Đang thuyết giảng kinh này, để ý rằng ở đây dịch nó là kinh này. Thấp nhãn thăm mấy chắc khu pháp nhãn ly trần, tức là không có bị bụi trần nhé, không có bị bụi trần. Dịch là ly trần, tại trong cái thuật ngữ dịch chị thì nó nghe mới được. Mặt không sư, có bí. Mặt sư con dịch là pháp nhãn không nhiễm bụi trần được không sư? Hoặc là pháp nhãn không nhiễm bụi trần cũng được. Pháp nhãn không nhiễm bụi trần, nhưng mà tại vì cái chữ quý á, tại cái chữ một số trường hợp thì nó dịch được, nhưng mà nó không có phổ thông. Chữ bí thường người ta dịch nó trong cái nghĩa là ly hơn,
Còn cái chữ không á, thường nó được dịch từ chữ là nát. Nát cho nên mình dịch nó là ly trần là vậy. Mà ở đây chúng ta thấy là chữ tiếp theo thì người ta cũng vi tâm lăng thì người ta lại là không có dịch là ly cấu quế. Cũng thuật ngữ nó quen xài. Ở đây thì vi tâm lăng thì vẫn được dịch đó là không cấu uế, thì nó cũng là tiếp động ngữ ví. Cái này trần không cấu uế, đã sanh lên, udapadi là đã sanh lên, đã sanh lên, hoặc là đã sanh khởi thì cũng được, đã sanh khởi đến đại đức. Chữ trần như tôn giả ha, cái chữ ai giá mà tôn sử dụng cái chữ tôn giả. Dạ con cũng dịch tôn giả bạch sư. Chữ tôn giả là cái chữ này thì ngày xưa thường sử dụng, còn chữ đại đức thì mình sử dụng sau này. Trong kinh điển xưa thì người ta sẽ hay sử dụng chữ tôn giả. Tôn giả. Dạ, sư, cho con học có ba chữ con thấy là dùng chữ chữ phô, avuso với ayasmato thì cũng gọi là gì ngài tôn giả hả? Dạ, chữ phô, chữ avuso rồi ayasmato, ba chữ này nó khác biệt nhau sao hả sư? Ayasmato ở đây thường là dịch là hiền giả hơn. Dạ. Tôn giả hơn. Còn chữ avuso á, thường là dịch là hiền giả. Chữ đó, cái chữ avuso thì nó là avuso thì nó là hô thắng từ, dịch từ dùng để gọi. Ayasmatu thì nó dùng phổ thông ở trong, nó được chia giống như là Ayasmatu thì Ayasmatu nó là dạng danh tính từ, dạng danh tính từ, nó dùng chia giống như là nó có cái bản chia riêng của nó, giống như là cái gì có cái bài mình học ở viễn hai bản danh tính từ đó, Gunawantu, Gunawantu. Còn Abuso, Abuso thì nó dạng là hô thắng từ, nó không có chia. Nó không có chia. Chữ Abuso ngày xưa thì khi mà Đức Phật ngày chưa viên tịch, các vị thì kheo gặp nhau, dù lớn nhỏ gì cũng gọi nhau đó là Abuso, tức là hiền giả. Nhưng mà sau này thì lúc mà Đức Phật ngày sắp viên tịch, ngày mới dặn đó là các vị thì kheo sau này không có nên gọi nhau, phải nên gọi cho các sự phân biệt với nhau, tức là nếu mà vị lớn gọi vị nhỏ thì gọi là Abuso, mà vị nhỏ gọi vị lớn thì phải sử dụng cái chữ là Panti để cho phân biệt. Đó là trong cái danh từ dùng để xưng hô để gọi. Còn Ayasmantu thì nó không phải dùng ở trong trường hợp như vậy. Pho thì thường dùng từ điểm thôi. Pho nó dùng thêm với một danh từ nào đó, phô cho nó ít cái dùng rồi. Quế sanh khởi đến tôn giả Kiều Trần Như, đến tôn giả Kiều Trần Như, pháp nào tôn giả Kiều Trần Như rằng, theo chữ rằng đi, rồi hai chấm, rằng pháp nào văn kinh chí, văn kinh chí samudaya tham mang, văn kinh chí pháp nào
Thật ra cái chữ kinh chí ở trong trường hợp này á, văn kinh chí thường nó là vật gì, nhưng mà vì ở phía sau á, mình có cái chữ là samudaya thammang rồi nirodha thammang, nó có chữ pháp, cho nên người ta dịch là pháp nè. Chứ câu ở trong bản kinh ngài và thượng minh châu ngài vẫn dịch đó là vật gì có tánh sanh khởi, tất cả pháp ấy, tất cả pháp ấy có tánh diệt. Tất cả pháp ấy có tánh diệt. Thì ở đây chúng ta thấy nó hơi chổi tí, thay vì nói pháp nào thì pháp ấy, thì ở đây là vật nào có tánh sanh khởi, tất cả pháp ấy có tánh diệt. Nó hơi chổi một tí về mặt từ ngữ. Nhưng mà nếu mà căn cứ trên cái chữ văn kinh chí dịch như vậy thì nó sẽ hợp. Theo Pali thì nó vậy. Sư bỏ chữ, chắc bỏ chữ nào đi hả? Vật gì có tánh, đã bỏ gì bỏ chữ nào chứ? À, vật gì bỏ chữ nào, khi dịch được vật thì bỏ chữ nào. Thưa sư, phá có quan, thưa sư phá có quá tí, thưa sư là cách thứ bảy, thưa sư. Thì cách thứ bảy. Cách thứ bảy thì hồi nãy con nghe sư nói cách thứ tám mà nó ủa sao? Cách thứ bảy thì nó mới đi chung với Panyamane nè. Nguyên cụm từ. Nguyên cái cụm á, nó dạng cụm từ đặc biệt mà. Nãy sư nói cách thứ tám mà nó ủa sao ngọt? Cách thứ nó lộn. Dạ. Cách thứ bảy nó đi chung với Panyamane. Mane này là nó chia từ mana ra phải không sư? Đúng rồi, mana hiện tại phân từ dạng mana đó. Không biết sao nó lại thay đổi hai chữ nhá ở đây. Thật ra có một số trường hợp nó thay đổi rất là phức tạp, mình cũng không có tìm được. Nhưng mà sở dĩ mình biết nó là hiện tại phân từ tại nó có cái chữ man ở phía sau nè. Quay lại trong cái tình huống đang diễn ra. Rồi câu số 9. Câu số 10. Câu số 10. Tato tena chattari ariyasacchani dukkhang ariyasacchanya dukkha samudayo ariyasacchanya dukkha nirodho ariyasacchanya dukkha nirodha gamini paripada ariyasacchanya ti pakasitani ahesung. Với bốn thánh đế này á, chúng ta cũng thấy một số bản người ta viết đó là đúc khăn Arya Sajjan, đúc khá sâm mưu đầy dằn Arya Sajjan, đúc khá ni rô thăng Arya Sajjan, đúc khá ni rô thá gà mi ni bà rê ta Arya Sajjan. Ở đây nó có cái, tức là thay vì là đúc khá sâm mưu đầy vô thì là đúc khá sâm mưu đầy dằn. Để làm chi? Tại chữ đúc khá sâm mưu đầy giá ở đây á, nó là tính từ của chữ Arya Sajjan. Cho nên nó phải là đồng tính, đồng cách, đồng số. Cái chữ Dukkha Nirodho thì cũng vậy, Dukkha Nirodhaṃ Ariyasacchaṃ. Nhưng mà nếu mà nói về tính á, thì cái danh từ Dukkha Samudaya ở đây nó là danh từ nam tính, chứ nó không phải là danh từ trung tính. Thì ở trong Pali á, với tính từ thông thường thì đúng là khi mà nó đi với danh từ á thì nó là đồng tính, đồng cách, đồng số. Nhưng mà với một danh từ mà đóng vai trò là tính từ á, thì thường cái tính nó vẫn được giữ nguyên. Nó chỉ đồng cách, đồng số. Cho nên ở đây chúng ta thấy là nếu mà ở đây Dukkha Samudayaṃ á, Dukkha Nirodhaṃ á, thì cái chữ là Dukkha Nirodhagamini Paripada ở đây á, nó phải là
đúc khăn đi rồi thay gà mít ninh và đi ba đăng. Tại sao? Tại cái này nó cũng là tính từ của cái này. Dạ, nếu mà ở trên mình thay đổi tính của nó thì ở đây nó cũng phải thay đổi tính. À, trong khi đó là hai trường hợp trên mình thay đổi tính, mà trường hợp thứ ba nó lại không thay đổi tính. Dạ, cho nên ở đây chúng ta vẫn thấy một số bảng đó là sử dụng là đúc khách sống mục đầy vô Araya sai chăng, đúc khá ni rô thô Araya sai chăng, đúc khá ni rô thang gà mini pripara Araya sai chăng. Sư cũng thấy là khi mình sử dụng ở dạng như thế này á, là mình giữ lại được cái tính của danh từ, với lại nó cũng phù hợp với trường hợp thứ tư ở đây. À, cho nên mình sử dụng ở dạng nam tính đó là đúc khá sống mục đầy vô. Và những trường hợp này chúng ta sẽ thấy rất nhiều ở trong kinh tạng. Dù danh từ nó đóng vai trò là tính từ, nhưng mà tính của nó vẫn được giữ nguyên. Yeah. Nhị bạch sư, lúc mà con đọc trong cái bản của ngài Tỉnh Giác đó sư, thì con thấy là cái mục đá văn đó sư. Không phải của ngài, mình nhiều bản khác người ta cũng sử dụng mục đá văn. Dạ. Ừ. Nhưng mà người ta vẫn có chú thích. Người ta vẫn có chú thích ở phía dưới đó là Samudayo, chứ người ta không có bỏ. Nhưng mà thường ở trong kinh tụng thì mình chỉ sử dụng một trường hợp thôi, chứ đâu có sử dụng chú thích làm gì. Nhưng mà trong các bản nghiên cứu thì người ta đều sử dụng thêm cái chú thích ở phía dưới. Ừ. Nhưng mà trong kinh tạng Pali Khmer thì các ngài sử dụng là đúc khá sống mục đê vô, chứ không sử dụng đúc khá sống mục đê chăng. Thưa Thánh ơi, phải là đúc khá sống mục đê vô Ariya sát chanh chá mới đúng không? Đảo lại. Cái đầu không để cái trên đó. Vị trí đâu quan trọng, đứng trước đứng sau cũng được mà. Ủa? Nhưng mà tại theo thứ tự chứ hả sư hả? Tại con thấy cái đầu Khánh giải thích nè, Ariya Sachancha đúc khá, phải là đúc khá Samudayo Ariya Sachancha. Từ bổn nghĩa. Để là đúc khá Samudayang. Đúc. Thưa sư, hỏi như vậy nên đọc cái bài nào thưa sư? Hả? Ví dụ hai bài á, đọc bài nào cũng được, hay là mình ý là Dukkha Samudayo hoặc là Dukkha Samudayang á, mình nên sử dụng cái bài nào cho nó phù hợp đúng. Sư thì sư thích sử dụng cái bản là Dukkha Samudayo hơn, theo cách giải thích giống lúc nãy. Dạ. Yeah. Ừ. Theo sư đó là cũng là sự đồng quan điểm trong các nhà văn phạm ở trong trường hợp này, cho nên dẫn đến sự sai sót đó. Yeah. Rồi giờ mình dịch tiếp đó ha, chữ tắt tô tiếp đó. Tiếp đó bốn thanh đế. Dịch là có ha, chữ có mình bỏ nó đi. Tiếp đó bốn thanh đế, bốn thanh đế bốn thanh đế đã được tuyên thiết. Hoặc là đã được thuyết giảng thì cũng được. Ví dụ Paka-si-ti cũng được, không sao. Đã được tuyên thiết là khổ thanh đế, khổ tập thanh đế, khổ diệt thanh đế. Cái chữ khổ diệt hành lộ thanh đế này thì có một số bản dịch như vậy, nhưng sau này sư thấy ngài Minh Châu ngài dịch lại gọn, đó là khổ diệt đạo thanh đế, dịch về cho nó gọn.
Vì khi mình dịch vậy, đến khi mình viết gọn cái cách gọi ngắn gọn lại á, là khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. À, nó hợp lý cho nó. Dịch gì cho nó nghe. Rồi, đó là mà 10 câu. À, dạ, 5 câu. Dạ, thưa sư, còn nếu vậy, tài ná thưa sư. Ừ? Theo chữ tài ná. Ờ, đã được ngày. Quên, chữ tê nát đó là được ngài. À. Chữ tê nát đó là xài thay cho Đức Phật. Tại cái câu này câu thuộc đồng thể. À, câu thuộc đồng thể. Tiếp đó, anh thêm chữ tiếp đó cho. Chữ tiếp đó chưa có. À, tiếp đó trước bốn thánh đế hả sư? Ừ, tiếp đó. Chữ tát tô nè. Yeah. Tô liên tự. Đó, bốn thánh đế. Bốn thánh đế, chữ đế biết thường được rồi. Bốn thánh đế đã được đi, anh thêm chữ đã được đi. Tuyên thiết là khổ thánh đế, khổ tập thánh đế, khổ diệt thánh đế, khổ diệt đạo thánh đế. Cái chữ khổ khổ đó mình xài chữ hoa hết. Tại nó tên của bốn đế. Ừ. Rồi bây giờ không đủ thời gian để bây giờ kỳ sau chúng ta sẽ xem là cái bài tập nâng cao số 2 đi. À, kỳ sau chúng ta sẽ sửa bài tập nâng cao số 2, tức là kinh chuyển pháp luân. Chúng ta dịch một buổi cho cái bài kinh đó rồi à, học tiếp bài mới rồi chúng ta dịch từ từ để bài kinh đó nó có tới bài kinh nó có tới gần 40 câu. À, 40 câu thì dịch một buổi cũng không xong, chắc là phải dịch 4-5 buổi thì tới đâu hay tới đó. Tại biển hai này chúng ta vừa học văn phạm vừa tập dịch kinh rồi nên mình cũng không gấp, mình sẽ học chậm một tí. À, rồi mời lớp nghỉ đi, bây giờ tạm bao nhiêu đây ha. Dạ. Yeah. Dạ, bài học đến đây là kết thúc. Là chúng con xin kính tri ân sư đã dành thời gian giảng dạy. Chúng con xin kính chúc sư được nhiều sức khỏe và an vui ạ. Dạ, bây giờ xin mời cô tu nữ Diệu Bảo đọc thời kinh hồi hướng phước đến chư thiên. Xin mời cô ạ. Dạ. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ, con xin đảnh lễ sư, con xin thay mặt các học viên trong lớp được đọc kinh hồi hướng đến chư thiên ạ. Akasattha chappamattha devanaga mahittika bunyang no anumodantu chirang rakkhantu sasanam. Akasattha chappamattha devanaga mahittika bunyang no anumodantu chirang rakkhantu no garu. Akasattha chappamattha devanaga mahittika bồn nhân nô anu mô đàn tu chỉ rằng ra càn tu nhà ta vô. A ca sát ta chấp phẩm mát ta đề qua na ga ma hít thi ca. Bồn nhân nô anu mô đàn tu chỉ rằng ra càn tu ba ni đô. A ca sát ta chấp phẩm mát ta đề qua na ga ma hít thi ca. Bồn nhân nô anu mô đàn tu chỉ rằng ra càn tu nô sa đa. Đi đăng qua tôn nô bồn nhang a sa qua khá gia qua hăng hô tu a na gà tê ca lê. Sa thú. Dạ, buổi học đến đây là kết thúc ạ. Dạ, xin mời lớp nghỉ. Dạ, con xin xem buổi học hôm nay ạ. Vì xem 10 câu đó trước ha. Xem 10 câu trước đi. Để chúng ta có thể chuẩn bị đồ được dịch cho nó nhanh. Dạ, con kính tri ân sư ạ. Rồi, xin mời lớp nghỉ. Chúc lớp sức khỏe.